Mặc dù có biển cấm rẽ trái, nhưng các phương tiện cứ thản nhiên vi phạm, gây lộn xộn, dẫn đến ùn tắc giao thông. Ở ngã tư này, cứ vắng bóng lực lượng làm nhiệm vụ là vi phạm lại diễn ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Dù cách đó không xa là lối rẽ quay đầu rất thuận tiện.